Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với channel của mình là Hoàng Dũng Official. Thì mấy bữa nay mình không lên clip hơn cả tuần nay rồi đúng không anh em? Đó thì nói chung là những cái câu chuyện gì mà nó buồn thì thôi mình bỏ qua, mình đi tìm những cái niềm vui mới để phục vụ cho anh em đúng không? Thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở ngoài công viên. Và ngày hôm nay mình tiếp tục một cái màn chôn với một cái bạn nữ mà rất lâu rồi chưa xuất hiện trên kênh của mình, từ khi mà mình ra công ty tới giờ. Đó là Hà. Hôm nay mình ngồi ngoài công viên mà bây giờ mình đã rủ Hà ra ngoài đây để uống nước, rồi mình sẽ thực hiện một cái màn chôn. Thì màn chôn đó với Hà ngày hôm nay như thế nào thì mời anh em cùng đón xem hết clip nha. Và hay thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh nha. Ok. Thì là Hà từ lúc mà ra công ty tới giờ thì anh em thấy mình dạ không chị. Thì không chị. Thì Hà từ lúc mà nó ra công ty tới bây giờ thì nó vắng bóng luôn, và kiểu như mà nó ở với chị của nó nên là rất khó để mà cho nó, nên chỉ có rủ ra ngoài công viên thôi. Sao tự nhiên gõ máy nó chí chả? Cái gì? Sao? Đẹp lắm rồi. Thủ lao. Mày đi bán với số rồi. Con nào? Con nào? Con nãy mời với số không đó. Con mời về số tôi hả? Cái đó có bà không ơi. Nhưng mà lấy máy quay lên rồi con Hà nó tới sao? Gì? Lấy máy quay lên rồi con Hà nó tới thì sao? Đâu? Đâu mới xào xào là hư góc máy chết mẹ. Đâu? Nè nó hỏng cái đám nè. Rồi. Ừ. Xinh ta. Thấy không? Ừ. Sao tự nhiên? Ủa má. Bất phải. Dễ thương luôn á. Hồn của cha nó trẻ mang rồi hả? Sao nó đẹp gái vậy mà đi bán mấy số vậy? Nó trẻ mang luôn á. Tin được không vậy? Mày chắc cỡ má người 17, 18 tuổi luôn á. Mày đẹp gái vậy đi bán mấy số nào ai tin? Mày nghe giọng ba mà khùng quá. Nhiều khi bạn 30-40 tuổi nữa đi bán. Cái mặt nó vậy mà mày bán kêu 30-40 tuổi mày nghĩ sao vậy? Ừ nhưng mà đúng. Ngồi xuống ai? Ngồi xuống nè. Hello mọi người. Mình hồi nãy mình không để ý béo nói mới biết luôn á. Tự nhiên ở đâu ra có con bé đi bán vé số vậy trời. Mà nó đẹp. Không, chuyện đang đứng chuyện giật cổ trang. Ừ, thấy rồi. Thôi bây giờ vậy. Bây giờ từ từ trước khi con Hà tới thì mình sang tiền đây luôn, bất ngờ quá mọi người ơi. Nên là bây giờ mình sẽ bây giờ mình tranh thủ cái thời gian mà trước khi Hà nó tới. Đó thì mình sẽ đi ra mình hỏi và mình nói chuyện với cái bạn nữ đó xem thử như thế nào. Chứ mình không nghĩ ở Sài Gòn mà ở đâu ra mà tự nhiên có một bạn nữ đi bán vé số vậy trời. Không biết bao nhiêu tuổi, nhiều khi là lớn tuổi hơn, nhưng mà bây giờ mình sẽ ra có gì nếu bán vé số thì mình sẽ ủng hộ bạn đó. Ok. Rồi bây giờ fix góc đi rồi để ra chuyện đó. Đặt đi quay lén nha, quay được máy nha, đi. Xinh thiệt anh em ơi. Đẹp, đẹp gái thiệt anh em ơi. Đẹp gái. Đẹp gái. Sao đi bán vé số ta? Xinh xinh. Bây giờ mình tới với hỏi chuyện thầy nha. Bạn ơi, bán vé số hả? Hồi nãy bạn mời mình bán vé số đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn đi bán vé số hả? Dạ. Anh mua ủng hộ em hả? Ủa nhưng mà hồi nãy bạn ngồi ngoài kia bạn mời mình đúng không? Dạ đúng rồi, em mời anh mà. À, đấy là hồi nãy mình đang bận việc ngoài đó, mình không có nghe bạn nói, kiểu mình đang nói chuyện á.
nói chuyện nên là mình không có nghe bạn à. Còn mời về số. Xong cái tự nhiên mình ngồi ngoài đó, mình vô tình ngồi mình nhìn vô đây cái mình thấy bạn đi vô đây bạn. Nhưng ngạc nhiên á. Không, à, lấy cho mình 10 tờ đi. Các bạn cứ cho mình 10 tờ. Cứ đưa mình 10 tờ, tờ nào cũng được, đưa mình 10 tờ. Em chọn đại nha. À rồi ok. Ủa chưa? Đây tiền. Ok. Rồi. Ủa nhưng mà bạn có tiền không cho mình ngồi mình nói chuyện xíu được không? Bạn có đi bán được không? Mà giờ em đang ngồi nghỉ xíu em à, vậy thì bây giờ mình mua 10 tờ, bạn có thể cho mình ngồi nói chuyện xíu được không? Một xíu thôi rồi mình đi, sẽ đi đi. Rồi khi nào bạn bận hay là bạn đi bán tiếp thì bạn cứ đi nhá. Rồi ok, cho mình ngồi xíu. Ủa nhưng bạn tên gì? Dạ em tên Phương. Tên Phương à? À nhưng mà nhưng mà mình thắc mắc một xíu nha. Nhưng mà không biết là bây giờ là xưng bạn hay là xưng chị. Không biết Phương bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 21 tuổi. 21 tuổi á? Thiệt á? À, mình không có ý gì đâu nha, nhưng mà kiểu mình thấy kiểu bạn đẹp gái như thế này mà sao tự nhiên bạn lại đi bán vé số? Thì sống mà anh. Sống à? Mình kiểu mình khá là ngạc nhiên á. Hồi giờ mình thì mình không chơi vé số. Mình không chơi vé số nhưng mà tự nhiên là hồi nãy bạn mời mình á, nhưng mà mình không có chơi vé số. Thì mình không có mua. Nhưng mà xong cái mình nhìn quay vô thì mình thấy kiểu bạn là một bạn nữ khá là trẻ mà khá là dễ thương, mà đặc biệt là con gái mà mới 21 tuổi mà bây giờ đi bán vé số. Nhưng mà bạn bán vé số lâu chưa? Lâu rồi. Lâu à? Dạ. Tại em vừa đi học á, xong rồi em đi bán vé số thêm để thêm tiền ăn. À. Dạ. À. Dạ hả? Thì mình thắc mắc xíu nha, có nghĩa là bạn tại sao bạn là con gái mà như thế này mà bạn không làm một công việc khác mà sao lại lựa chọn công việc bán vé số? Ví dụ như là đi làm mấy cái công việc khác thì người ta trả tiền theo tháng á, à. Em thì em cần tiền đó, lúc kiểu cũng thiếu thốn nên là em cần tiền liền đó, nên là chiều rảnh em đi bán vé số thôi. À, à là chiều đi bán, học sáng hả? Thì học nghề hay là học gì? Em học đại học. Đi học đại học mà bán vé số tin nó. Còn hồi giờ bạn đã có gặp một cái vị khách nào mà tò mò như mình chưa? Kiểu mình tò mò cực kỳ luôn á. Cũng có mấy anh chọc, đôi lúc cũng có mấy anh kẹo nhưng mà chưa có ai mà kiểu hỏi sâu nha anh chơi. À mình xin lỗi, bởi vì là mình nghĩ là giữa cái đất Sài Gòn như thế này mà mình không nghĩ là có một bạn nữ xinh gái và dễ thương như thế này mà lại đi bán vé số. Mình sớm như bán được nhiều chưa? À dạ, quê bạn ở đâu? Ở Quảng Nam luôn. Thế mình có duyên với Quảng Nam nè. À ấy là mình quen những, mình cũng có quen mấy bạn ở Quảng Nam. À Quảng Nam ở đâu? À dạ hả. Từ sáng giờ bạn đi bán từ lúc mấy giờ, bán nãy giờ được nhiều chưa? Bạn nãy sáng thì mình đi học. Từ sáng đi học. Mình mới đi bán. À, Quảng Nam vào đây hả? À, ngạc nhiên á, khá là ngạc nhiên. Bạn có đi bán nữa không?
Không ấy bây giờ cho mình hỏi một xíu nữa. Mình bây giờ mình mua, coi như có nghĩa là thay vì bạn đi bán thì bây giờ mình mua thêm. Bao nhiêu tờ? À bây giờ bán mình 10 tờ nữa đi. Và bán mình 10 tờ nữa đi. Rồi mình ngồi mình nói chuyện với bạn xíu thay vì là mất thời gian của bạn đi bán, bởi vì mình tò mò, cực kỳ tò mò luôn á. 10 tờ nữa. Cực kỳ là tò mò luôn nha. Rồi đây, đây mình gửi nha. Mình Ê, nhưng mà mình hỏi nè, tại sao bạn lựa tại sao bạn lựa chọn một cái nghề gọi là cái nghề mà phải đi đi ngoài nắng là nhọc nhằn như thế này rồi mà bạn phải đi mời từng người nữa? Rồi mình phải đi làm thêm. Vậy cái thì hồi nãy mình cũng có nói là mấy công việc khác thì nó trả lương theo tháng, thì đôi lúc mình cần tiền gấp thì mình đi làm. Có nghĩa là bạn cần tiền hàng ngày. Dạ. Đi làm là có tiền liền để trang trải hả? Thôi bây giờ vậy, mình cũng cái chuyện riêng tư của bạn thì mình cũng không có sâu vào, nhiều khi là nó sẽ không hay, bởi vì cuộc sống của mọi người nó khác. Thôi bây giờ vậy, mình bạn có sai điện thoại không, bạn cho mình xin số điện thoại của bạn được không, để không phải là mình xin số điện thoại của bạn để mình phá rối hay là như thế nào đâu, nhưng mà mình thấy kiểu thấy những anh em của mình, bạn bè của mình á, nó mua vé số rất là nhiều, một lần nó mua là 40-50 tờ vé số gì đó. Xong rồi bây giờ bạn có thể là bạn cho mình xin số điện thoại của bạn. Bạn đi hay đi bán ở khu vực nào? Đi vòng vòng ở đây nè, có lại mấy quán cà phê rồi bên kia thì đông khách hơn. Thì bây giờ bạn cho mình xin số điện thoại của bạn đây, khi nào mà bạn đi bán á, mà tụi mình hay đi ở mình ở đây luôn á. Mình hay đi ở những mấy cái công viên rồi chơi rồi đó, thì tụi nó mua vé số nhiều lắm, nên là có gì bạn cho mình xin số bạn được không? Bạn có sao điện thoại không? Điện thoại hết pin rồi. Điện thoại hết pin à? Thì bạn cho mình số thôi, mình gọi. Rồi bữa sau ví dụ mình có đi ngang, mình đi đâu đó đi ngang, hoặc là mình ra đây chơi mà mình gọi điện cho bạn nữa, nếu như mà bạn bán ở quanh đây thì mình ghé mình mua ủng hộ bạn. Anh nói thiệt không? Anh thiệt để mua ủng hộ á, không chơi vé số. Nhưng mà kiểu mình thấy kiểu bạn kiểu trẻ mà đi làm như thế này chắc chắn là nó sẽ có những cái gì đó, thì bạn mới lựa chọn công việc này. Và mình cũng thấy ở giữa mình với bạn cũng bằng tuổi á đó, thì mình thấy không, mình 22 thì cũng chừng trà tuổi, nhưng mà mình thấy kiểu bạn kiểu mình thấy sao ta, khó nói quá, nhưng mà kiểu thôi bây giờ bạn cho mình xin số điện thoại bạn được không? Ok, đọc số đi rồi cho mình xin cái số điện thoại của bạn. Bởi sao mình chắc chắn mình sẽ kêu gọi anh em mua ủng hộ vé số cho bạn. Anh kêu gọi anh em ủng hộ chứ đừng có nhá máy em nha. Không, mình sẽ không cho số bài bạn, mình cho thôi. Mình lấy số thôi. Ví dụ mình đi với ai đó rồi người ta mua thì mình giới thiệu. Vậy thôi. Dạ. Cho mình số điện thoại. Không sao. Rồi, ok. Rồi, ok. Mình gọi qua rồi xíu nữa. Ví dụ về sạc pin là thấy có cuộc gọi nhỡ thì đó là số mình 911 đuôi nha. Rồi. Rồi trưa giờ bạn ăn uống gì chưa? Đi học ra xong ăn trưa rồi mới đi bán. Bạn học trường nào? Học trường Đại học Công nghiệp.
lần á. Thôi nói chung thì anh mua ủng hộ em cũng cảm ơn anh nhiều nha. Em tranh thủ đi bán đây chứ nữa trời mưa. Nhưng mà cái gì bạn mang tên gì mình này quên mất. Dạ. À tên Phương. À tên Phương à. Phương. Thôi em xin phép em đi bán trước. Rồi ok. Ok. Cảm ơn bạn nhé. Rồi cảm ơn bạn. À chai nước này. À ok. Cái gì trời? Tên đường không ta? Mình vẫn thấy cái gì đó nó... Mình không tin nha. Từ hồi mình vô đây cũng 2-3 năm mà mình chưa thấy cái trường hợp nào mà như thế này nha. Kỳ ta. Giữa thành phố Sài Gòn như thế này, mình đã thấy những đứa mà mấy đứa nhỏ nó đi bán vé số rồi. Đó, mấy đứa mà kiểu nhỏ mà người đi bán vé số rồi. Đó, và những cô chú anh chị đi bán vé số rồi, nhưng mà mình lần đầu tiên mà mình thấy cái cảnh một bạn nữ mà năm nay 21 tuổi, kiểu là ngoại hình nó rất là xinh đẹp mà đang đi học đại học nữa, mình đi bán những cái tờ vé số vậy, mọi người tin được không? Không thể nào tin được. Nhưng mà bây giờ mình có vé số đấy rồi, chắc chắn là mình sẽ tìm hiểu cái bạn nữ này coi thử là tại sao mà bạn lại đi bán vé số như thế này đó. Mình rất là ngạc nhiên. Bây giờ mình cực kỳ là mình chưa logic ra được đó. Mình về mình hỏi thầy mình thử là hồi giờ thầy mình đã gặp những cái trường hợp như thế này chưa. Rồi thì bây giờ tranh thủ Hà đã chưa tới, mà nãy giờ cái câu chuyện mà trước khi Hà tới mình bất thật rồi bất ngờ đó, nên là bây giờ mình quay trở lại để mình pick up xong rồi mình chôn Hà nha. Và cái câu chuyện mà của bé Phương này đó, bé Phương bán vé số này, nếu như mà mọi người không nữa và mọi người muốn mình làm cái gì với bé Phương này thì hãy nói để, nhưng mà mình sẽ tìm hiểu. Bây giờ mọi người không hóng thì mình cũng sẽ tìm hiểu về một cái cô gái như thế này. Rồi, clip tới đây thì chắc kết thúc thôi. Anh em nào mà hóng cái câu chuyện và tìm hiểu cái câu chuyện của bé Phương này thì hãy nhớ đăng ký và nhấp cái chuông để chờ thông báo, để mình quay mình tìm hiểu cái câu chuyện về bé Phương đó rồi mình up lên cho mọi người xem nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ fix góc rồi mình đi chôn Hà đã. Ok, bye bye tất cả mọi người nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì đây là sản phẩm ở bên nhà mình nha. Sản phẩm bên nhà mình gồm có là ví da và thắt lưng. Sản phẩm bên mình như mọi người đã thấy thì đã đeo vào thì rất là hợp. Và cái sản phẩm bên mình thì nó rất là dễ dùng nha mọi người nha. Không quá là khó khăn và cầu kỳ khi mà mọi người mua hàng ở bên mình. Đó. Sản phẩm bên mình thì mình có bán là ví giá 199k và thắt lưng 299k free ship toàn quốc nha mọi người nha. Sản phẩm bên mình là da bò 100% nha anh em nha, nên là anh em cứ yên tâm về cái chất lượng da và cái độ bền bỉ của nó nha. Thì mọi người mua hàng thì mọi người hãy liên hệ cho mình qua Zalo là 0368 412911. Ok, rồi bây giờ mời mọi người vào clip nha.